sau hai thất bại liên tiếp trước câu lạc bộ Công an Hà Nội, liệu câu lạc bộ Hà Nội sẽ có cơ hội phục thù trước đối thủ khi mà phong độ thi đấu của họ thời gian gần đây đang là khá tốt. Tâm điểm tại vòng vòng 23 V-League mùa giải 2023-2024 sẽ là trận derby thủ đô trên sân hàng đẫy giữa hai đội bóng Hà Nội và Công an Hà Nội. Đây hứa hẹn sẽ là một màn tranh tài hấp dẫn được tạo ra bởi dàn sao đắt giá của cả hai bên. Trước trận đấu này, có thể nói Hà Nội và câu lạc bộ Công an Hà Nội đang có một bộ mặt thi đấu hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi đội bóng áo tím đang có chuỗi 5 trận bất bại với 4 chiến thắng thì nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Công an Hà Nội lại gây thất vọng với 4 trận thua liên tiếp. Kể từ trận thua đậm 1-4 trên sân của Bình Dương, đội bóng ngành Công an đã liên tục thể hiện lối chơi kém hiệu quả trước các đội bóng thành phố Hồ Chí Minh, Viettel và gần nhất là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây cũng là chuỗi trận thua dài nhất kể từ khi họ lên chơi ở V-League và có thể nó sẽ chưa dừng lại. Có thể thấy sự xuất hiện của Mano Polking chưa thể giúp đội bóng ngành Công an có thể chơi khởi sắc trở lại như thời người tiền nhiệm Kia Tisak. Dù phong độ của Hà Nội và câu lạc bộ Công an Hà Nội trải ngược nhưng trận derby vẫn hứa hẹn rất đáng xem. Trong hai màn đối đầu gần đây, câu lạc bộ Công an Hà Nội lại đang là đội bóng nắm phần thắng. Chiến thắng gần nhất của câu lạc bộ Công an Hà Nội chính là trận lượt đi mùa này hồi tháng 11 khi tận dụng rất tốt phong độ xa sút của Hà Nội. Dẫu vậy với phong độ cao trong thời gian qua, câu lạc bộ Hà Nội vẫn được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trước đối thủ ở giai đoạn nước rút của V-League. Đội bóng áo tím lúc này đang đứng trước cơ hội rất lớn để cạnh tranh chức vô địch. Trước vòng 23, Đội bóng thủ đô đang có 36 điểm, xếp ở vị trí thứ ba và kém đội đầu bảng Nam Định 8 điểm nhưng đang đá ít hơn một trận. Về lý thuyết, Văn Quyết cùng các đồng đội còn nguyên cơ hội cạnh tranh chức vô địch nếu toàn thắng ở 4 vòng đấu còn lại. Bởi vậy, thầy trò huấn luyện viên Daiki chắc chắn sẽ quyết tâm giành 3 điểm ở trận này. Và đó cũng sẽ là một món quà không thể ý nghĩa hơn dành cho đội bóng thủ đô trong ngày sinh nhật 18 tháng 6 tới. Càng về cuối mùa giải, câu lạc bộ Hà Nội càng cho thấy sự già dơ của một đội bóng lớn. Rõ ràng sự trở lại của một ông lớn ở V-League khiến cơ hội chen chân vào top 3 của câu lạc bộ bám đuổi Nam Định như Bình Định, Bình Dương, Công an Hà Nội và Viettel nhỏ lại. Tuấn Hải cùng các đồng đội giành trọn vẹn 12 điểm ở 4 vòng đấu gần nhất. Tính rộng ra câu lạc bộ Hà Nội FC đã có 5 trận bất bại, trận thua gần nhất của họ diễn ra đầu tháng 5. Chuỗi phong độ ấn tượng của Hà Nội FC thời gian qua đã giúp Văn Quyết và các đồng đội thăng tiến trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Hà Nội đã chen chân vào nhóm 3 đội dẫn đầu, thậm chí uy hiếp ngôi nhì bảng mà Bình Định đang nắm giữ với chỉ một điểm ít hơn. Nếu như Hà Nội thi đấu khởi sắc vào giai đoạn cuối mùa, thì trái lại đối thủ cùng thành phố là câu lạc bộ Công an Hà Nội lại tỏ ra bết bát. Không khó để nhận ra điều này, bởi thầy cho ông Mano Pol Kinh vua liên tiếp để thua BKMX Bình Dương, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, thể công Việt Theo và Hà Tĩnh. Hệ quả, từ vị trí trong top 3, câu lạc bộ Công an Hà Nội rơi một mạch thẳng xuống vị trí thứ 8 tức thuộc nhóm nửa dưới của giải đấu khoảng cách của họ với Nam Định đã là 12 điểm, cơ hội bảo vệ ngôi vô địch là không còn. Thậm chí lọt vào nhóm có huy chương cũng quá sức với câu lạc bộ Công an Hà Nội khi mà những đội bóng xếp trên như Viettel, Hà Nội FC, Bình Định đang có phong độ ổn định. Chính vì lẽ đó, trận derby thủ đô đang có ưu thế nghiêng về phía Hà Nội. Lý do là bởi thầy trò ông Daiki Iwamasa đặt phong độ vô cùng cao. Trong khi đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình sau khi thuyền trưởng Kiati sắc rời đi, thiếu đi sự dẫn dắt của Zico Thái câu lạc bộ công an Hà Nội rơi vào tình cảnh không khác gì rắn mắt đầu. Hà Nội là những người được đánh giá cao hơn ở cuộc đọ sức sắp tới. Đội bóng áo tím sẽ biết cách đưa ra lời khẳng định đanh thép, chứng minh họ là đội bóng xuất sắc nhất thủ đô lúc này. Còn câu lạc bộ công an Hà Nội, họ rất có thể phải nhận trận thua thứ hai cũng là trận ra mắt của huấn luyện viên Mano Polking sau trận đấu thất bại trên sân Hà Tĩnh. Tuy nhiên cần nói thêm rằng những phân tích trên của chúng tôi là phong độ của các câu lạc bộ cách đây 2 tuần, còn hiện tại mọi thứ sẽ có sự thay đổi với câu lạc bộ hà nội có có nhiều cầu thủ thuộc thành phần đội tuyển quốc gia phải thi đấu ở hai trận cuối của đội tuyển việt nam vừa qua điều này ít nhiều bà mòn thể lực của họ câu lạc bộ công an hà nội cũng bị ảnh hưởng về điều này tuy nhiên đội bóng ngành công an sở hữu lực lượng có chiều sâu nên không quá ngại thực tế một trong những nguyên nhân khiến hà nội fc thi đấu không tốt giai đoạn đầu mùa giải chính là việc các trụ cột bị chấn thương lực lượng mỏng cuối mùa giải khi có đủ lực lượng khi nội binh như tuấn hải văn quyết chơi tốt đã giúp hà nội lấy lại phong độ và vị thế của ông lớn vốn có với câu lạc bộ Công an Hà Nội, họ cần thời gian để huấn luyện viên Mano Pol kinh truyền cảm hứng và triết lý chơi bóng cho các cầu thủ. Trận đấu tới sẽ không bất ngờ nếu Công an Hà Nội chơi phòng ngự phản công. Sau 4 trận thua liên tiếp, họ cần một trận thắng hoặc chí ít là một trận hòa trước Hà Nội FC để lấy lại tinh thần. Để làm được điều này, Nguyễn Philip phải chỉ huy tốt hàng phòng ngự trước các mũi tấn công của đội chủ nhà. Do cả câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội FC đều lấy sân hàng đẫy là sân nhà, cho nên trận đấu này yếu tố sân nhà và sân khách không quá quan trọng cổ động viên thủ đô sẽ chia hai nữa một đỏ một tím để ủng hộ cho hai đội bóng của mình. Trận đấu sắp tới nhiều cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ gặp lại đồng đội cũ như Quang Hải, Văn Hậu những người đã gắn bó và đi lên từ đội trẻ của Hà Nội FC. Cả câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội FC đều quyết tâm có chiến thắng để cạnh tranh vị trí trong top 3. Vì thế màn so tài diễn ra trên sân hàng đẫy lúc 19 giờ 15 phút ngày 16 tháng 6 sẽ cực kỳ hấp dẫn. Bạn dự đoán thế nào về trận đấu này? Hãy chia sẻ nhận định dưới video này nhé! đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá xin cảm ơn và hẹn gặp lại